Xin chào bạn, mình Tao Chuyên. Hôm nay mình sửa một chiếc âm ly thương hiệu là California này. Pro 0063 nhé. Thực ra cái này âm ly tàu ấy. Cái nội thất là đâu nhỉ? Đây, cái nội thất ở đây nhé. Nó gồm một con biến áp này để cấp cho tầng công suất và tầng mạch tín hiệu làm việc nhé. Mạch tiền khách đại. Có một cái biến áp nhỏ ở đây để cấp cho cái cụm đèn nháy ở đây này. Đây là mạch công suất này. Chỗ này có mạch đầu vào đầu ra tín hiệu thôi. Đây là các mạch tầm xử lý tín hiệu của nó. Con này lúc mình nhận không có âm thanh ra thì mình kiểm tra này, nó chết cái công tắc bật nguồn chỗ này thì mình xử lý rồi, xử lý tạm rồi nhé. Khẩu trì không bị đứt thì chứng tỏ là dàn công suất tốt này. Lỗi cái công tắc nhưng sau đấy để cấp tín hiệu hoặc không âm thanh ra thì mình đã kiểm tra cái biến áp với cụm nguồn này thì kiểm tra các điện áp ra nó tốt rồi nhé. Đây là hai cái bo chính của nó nhé, bo music này và bo tổng này, bo echo này. Hai bo mic mình chưa mang ở đây, bo công suất mình chưa mang. Mình sẽ kiểm tra đầu vào của tín hiệu này. Các bạn lúc nãy mình có nói ở chỗ công tắc đầu tiên, công tắc chuyển kênh AB này, công tắc này là on off này. Thì mình dùng đồng hồ mình đo thì mình thấy là nó bị chết công tắc AB này. Đồng hồ đo là thang thông mạch cho biết là chết công tắc AB, dùng lâu ngày thì nó chết. Này nó không ăn kênh nào cả. Okay, cái này khắc phục sau nhé. Và tiếp theo chúng ta phải quan tâm là tín hiệu đầu vào và đầu ra. Đầu vào ở đây rồi nhá. Đầu ra của cái mạch này này. Đây là một kênh này. Một kênh này mất này. Đấy. Loa bị nghẹt nhé. Kênh này thì tốt này. Mình có thử kiểm tra một dàn chát này nhá. Từ đây là tổng này. Tổng nhá. Thằng trung này, à thằng thâm, thằng trầm này. Thằng trung này. Bằng nhau này. Thằng cao này. Tức là dàn này là tốt này, có cái thằng này là biến trở điều chỉnh cân bằng mình thấy thay này. Là cái đấy tốt rồi này. Nó đang bị lỗi ở đầu ra này. Đầu ra kênh này bị nghẹt này. Bây giờ lại hết rồi. Vừa lấy bị nghẹt rồi, kênh này hết nghẹt nhé. Mình sẽ phải dò đấy. Dò biến trở nào rồi. Mình sẽ phải xoay xem biến trở nào nó làm ra bị nghẹt thằng này nhé. Đây là biến trở cân bằng trái phải mà. Do cái biến trở này này, mình thấy nó đang có sột soạt nhá. Một cái này là sột soạt này. Bây giờ hiện tại là sau khi mình xoay một lúc thì nó đã tốt rồi.
Mình nghĩ là do tiếp điểm của cái dàn này nó kém này. Thì các bạn cứ xoay lên con này thì con nào nó tạo ra sột soạt thì là lỗi cho đó. Còn không có thì sẽ chơi bài tận dụng thôi. Mình sẽ nhỏ cái dầu nhờn rồi mình xoay lại một lúc nhé. Bây giờ biện pháp khắc phục của mình là mình sẽ nhổ cái dàn này ra nhé. Nhổ hết. Mình cho cái dầu bôi trơn là mình xoay. Mình có dầu bôi trơn silicon không dẫn điện đấy. Xoay cho nó đánh cái bụi bẩn đi, xem có hết được không. Cái này lỗi là chập chờn thôi mà, lâu ngày. Con này nó phải sản xuất vào những năm 2000. À, mình vừa tra lại cái dầu có mấy con miếng trở nhá. Mình dùng cái dầu silicone này không biết có tốt không. Rồi, ok đấy. Nó luôn tổng ở đây này. Nó phồng lên. Mình bốc luôn hai bo micro lên nhé. Mình không có mic thì mình lấy cái máy nhà mình phát vào cái đầu micro thôi. Mình cắm vào đầu micro đây này. Để bo thứ nhất thì mình cũng nhổ hết cả dàn biến trở ra, mình tra dầu cho nó nhé. Mình không có cái đồ thay đâu. Cái này mình sửa theo kiểu dạng miễn phí mà. À, cũng không phải miễn phí mà sửa kiểu dạng chất lượng đủ phát nhạc thôi. Hai kênh trái phải của nó tốt nhé. Đây, sau khi mình ghép tổng thể nhé, biến áp chính này, biến áp phụ này, đây cụm chính lưu này, đây là dàn mạch tiền phích đại nhé, và đây mạch công suất này, nó đã chạy rồi đấy. Mình test âm lượng này. Kênh bát nha. Kênh chung này. Kênh cao này. Kênh check ấy. Rồi cơ bản nào cái âm ly đã chạy rồi. Âm ly hàng tàu thôi thì mình kiểm tra gần giống như kiểu dạng ghép hình ấy. Kiểm tra từng khối một thôi. Cả bây giờ các bạn cứ lần lượt xoay các chiếc áp đây này. Các xem điều chỉnh âm lượng đây. Chỗ nào kêu xoẹt xoẹt mất thì các bạn thay. Còn mình đang chưa có đồ thay, với này mình sửa cái này cũng chỉ để nghe chống cháy thôi. Thì là mình sử dụng cái dầu bôi trơn để mình khắc phục lại các tạng của chiếc áp thôi. Video mình đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.